chị em. Và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay là lễ của thiếu nhi, nên chúng ta sẽ cùng với các em thiếu nhi tìm hiểu lời Chúa cũng như là ý nghĩa của việc kính Thánh Giuse Túc là bổn mạng của sứ đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Hoàng Xá. Tôi có đem về đây những chiếc quạt này. Đây là quạt của lòng Chúa thương xót. Quạt mua ngoài kia thì đầy, nhưng quạt của cha cho lòng Chúa thương xót là quạt nó mát cả trong lẫn ngoài. Ấy mắt cứ từ đầu xuống đến tận trong tim cơ. Nên là bạn nào trả lời đúng thì sẽ được thưởng một cái quạt này. Còn bạn nào không trả lời đúng xin vui lòng không nhận quạt. Thế để giúp tôi cái này thì xin mời anh sứ đoàn trưởng, anh cầm cái này giúp tôi và anh cầm mic. Bạn nào giơ tay trước, bạn ấy có quyền trả lời. Trả lời đúng xin anh tặng cho chiếc quạt này để các em về sử dụng. Và đặc biệt mấy em dưới kia thấy đang ngồi nóng thế kia mà có quạt này thì cũng được. Và câu hỏi thứ nhất như sau để khỏi mất thời gian: Chúa Thánh Thần đã lấy hình gì? Xin lỗi, xin anh chuyển cho nhóm Chiên Non. Chiên Non trả lời câu hỏi này đầu tiên. Chiên Non đâu? Chiên Non đâu? Ôi giời ơi, yếu lắm. Chiên Non yếu quá. Rồi, bây giờ câu hỏi dành cho Chiên Non này. Chúa Thánh Thần đã lấy hình gì để đậu trên đầu các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần tại nhà tiệc ly? A. Chim bồ câu. B. Lưỡi lửa. C. Là gió. 10 giây bắt đầu, xin mời anh. Và bên Ấu Nhi rồi, xin mời con. Con thưa cha là chim bồ câu ạ. À, chim bồ câu, xin cảm ơn con. Xin mời các bạn khác. Xin mời bạn khác. Vâng, xin mời bạn con trai. Con trai giơ tay đây. Đấy, con trai giỏi lắm. Lưỡi lửa. Lưỡi lửa hả? Thế là đáp án. Thưa cha là núi lửa. Núi lửa cơ hả? Kinh. A là chim bồ câu, B là lưỡi lửa chứ không phải là lưỡi lửa, là núi lửa nghe chưa? C là gió, gió lửa. Đây. Nào, xin mời bạn khác. Kia con rồi. Con thưa cha là lửa. Lửa thì vẫn chưa đủ, chắc nói là cả ba cái mà. A là chim bồ câu này, B là lưỡi lửa này, C là gió, con chọn đáp án nào? A, B hay C? Con thưa cha là gió. Gió. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, thế là hết cơ hội cho Ấu Nhi, xin lỗi, cho Chiên Non rồi. Thôi xin mời bạn nữa kia, con trai. Vâng. Tôi chào chim. À, chim. Vâng, cảm ơn con. Nào, thế cơ nào các bạn khác, đáp án nào đáp án chính xác nhỉ? Đáp án nào? Đáp án B là lưỡi. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả. Chưa ai đặt câu hỏi nào. Lưỡi lửa nó mới ra ý nghĩa chứ. Chúng ta có cái lúc khác cắt nghĩa về lưỡi lửa. Câu hỏi thứ hai dành cho đây, nhóm đây ngồi đây đằng trước này. Đây, ngồi đằng trước đây. Chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần cùng các ơn của Ngài giống như các tông đồ ngày xưa trong ngày lễ Chúa Thánh Thần lên xuống. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích nào trong các bí tích sau đây? A. Giống như các tông đồ hôm nay nhá. Rửa tội. B. Giải tội. C. Thêm sức. D. Mình Thánh Chúa. 10 giây bắt đầu. À, xin mời bé giơ tay đó, con vào tìm rồi. Con thưa cha là rửa tội ạ. Rửa tội, xin cảm ơn con. Đáp án A. Xin mời bạn khác.
Mà xin mời bên này, anh chuyển sang bên này giúp cái. Nhanh lên, nhanh nhanh. Nào, A là rửa tội, B là giải tội, C là thêm sức, D là mình Thánh Chúa. Vâng. Con thưa cha là thêm sức ạ. Bí tích thêm sức, một tràng hoa tay dành cho con trai. Và cái quạt đầu tiên, rồi. Bây giờ, xin tất cả nhà, cái quạt này ấy, nó có liên quan đến biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Đố bạn nào, để từ giờ đến chốc đến sau bài giảng này, đố ai phát hiện ra được cái quạt ấy nó liên quan tới biểu tượng nào về Chúa Thánh Thần? Đấy, xin mời các bạn, chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ, câu hỏi khác. Câu hỏi khác. Trong khi trong kinh Tin Kính đọc ngày Chúa Nhật, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng nào? A. Đấng Thánh Hóa. B. Đấng An Ủi. C. Đấng Bầu Chữa. D. Đấng Ban Sự Sống. 10 giây bắt đầu. Đấy, rồi. A. Ôi, xin mời. A là Đấng Thánh Hóa, B là Đấng An Ủi, C là Đấng Bầu Chứa, D là Đấng Ban Sự Sống. Xin mời con. Con thưa cha là B ạ. B hả? B. B là Ban Sự Sống ạ. Ban Sự Sống, Đấng Ban Sự Sống, đáp án D đúng không? Một tràng vỗ tay dành cho mía. Chính xác, lại có quạt nữa rồi. Đâu. Rồi, bây giờ chúng ta đi câu hỏi khác liên quan đến thánh bổn mạng của chúng ta. Chúa Thánh Thần là đấng rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy kính mến Chúa Thánh Thần, năng cầu xin Ngài để ban ơn giúp đỡ chúng ta. Thế thì Chúa Thánh Thần, trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, có một ơn giúp cho ông Thánh Giuse Túc của chúng ta đã làm chứng cho Chúa trong cuộc tử đạo của Ngài. Đố biết ơn ấy là ơn nào? Xin mời cả trên ban ca đấy. Nào, xin mời bạn đằng trong, ngồi trong anh. Rồi, xin mời anh, mời con. Con thưa cha là tinh kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa, cảm ơn con. Rồi, vẫn còn, xin mời đưa xuống dưới kia. Ơn mà giúp cho ông Thánh Giuse Túc ấy, ở dưới, vâng, ở dưới, đã làm chứng cho Chúa không sợ gì gian nào vất vả, không sợ chết chóc. Vâng, xin mời con. Con thưa cha là ơn hiểu biết ạ. Ơn gì? Ơn hiểu biết. Vâng, cảm ơn con. Vẫn còn đáp án, vẫn còn cơ hội cho các bạn khác. Vâng, xin mời bạn ngay đấy. Nhiều bạn giơ tay lắm. Vâng, xin mời. Con thưa cha là ơn sức mạnh ạ. Ơn sức mạnh hay là ơn can đảm? Một tràng vỗ tay dành cho con trai. Rất giỏi. Ơn can đảm là cái ơn quan trọng. Khi lính binh tích thêm sức ấy, chúng ta trở nên người trưởng thành, chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa thì phải can đảm chứ. Tất nhiên khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, lo liệu, đạo đức, kính sợ Chúa đều là những ơn quan trọng. Nhưng ơn mà giúp cho chúng ta làm chứng cho Chúa là ơn can đảm. Nên cảm ơn con trai. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo. Thánh Giuse Túc bị bắt và chịu tử vì đạo vào năm ngày bao nhiêu tuổi? A. 12 tuổi. B. 19 tuổi. C. 21 tuổi. 10 giây bắt đầu. Ôi dồi nhiều. Xin mời cho yếu Ấu Nhi. Vâng, xin đưa cho Ấu Nhi. Đúng rồi, Ấu Nhi, vâng, rất vui. Vâng, xin mời con. Con thưa cha là 19 tuổi ạ. 19 tuổi, ông Thánh này 19 tuổi, một tràng vỗ tay. Chính xác, 19 tuổi đây này, 19 tuổi đầu. Mà 19 tuổi là bằng các anh chị em huynh trưởng của giáo xứ chúng ta đấy. Huynh trưởng này cũng can đảm lắm, các thứ tư hàng tuần đấy, là hay xuống tòa giám mục học cái lớp giáo lý viên. Và cả các bà thương nữa. Các bà, những cái chị lớn tuổi nữa cũng đi rất là can đảm và giống Thánh Giuse Túc, học hỏi lời Chúa, sống lời Chúa, sống tinh thần của Chúa để làm chứng cho Chúa. 19 tuổi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thánh Giuse Túc quê ở đâu? Xin mời. Con thưa cha là Thánh Giuse Túc quê ở Hồ Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên ạ. Một tràng vỗ tay dành cho nghĩa sĩ. Đấy. Nghĩa sĩ là đi chinh phục tốt lắm, một phát là trúng luôn. Đấy. Mùa xuân năm 1862, anh Giuse Túc khi bị bắt khi vừa tròn 19 tuổi. Sau đó anh bị biệt giam 4 tháng tại khu Đông Khê, phủ Khoái Châu. Người ta đút lót tiền bạc để giúp anh tìm cách trốn khỏi ngục, nhưng anh khẳng khái từ chối. Đố bạn nào biết được
cái câu nói của anh nói với viên quan, về nói những người mà xui anh ấy trốn, đố biết là họ nói sao. Rồi, bây giờ cha đọc một đoạn, chúng con thêm vào cái từ còn thiếu trong đoạn đấy nhá. Anh nói thế này: tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn sẽ làm ... người khác. Chúa muốn thế nào tôi xin vâng như thế. Đố bạn nào điền được câu này? Cha đọc lại này: tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn tôi sẽ làm ... cho người khác. Đền một chữ thôi, điền một chữ vào đây thôi. Nếu tôi trốn tôi sẽ làm ... cho người khác. Chúa muốn thế nào tôi vâng như thế. Đố bạn nào điền được chữ này? Một chữ thôi, một chữ thôi. À, xin mời anh đứng lên để anh xem có bạn nào, có mấy bạn giơ tay, có bạn ấu nhi kia giơ tay này. Đây, bạn ấu nhi con trai đấy giơ tay. Con thật ra là làm phiền ạ. Làm phiền, làm phiền người khác. Mời, cảm ơn con. Rồi xin mời trên này, anh xin mời anh đem lên trên phần giáo bên thiếu ngành thiếu. Vâng, nếu tôi trốn tôi sẽ làm ... cho người khác. Đố biết chữ này là chữ gì? Xin mời các con. Thưa cha là làm hại. Làm hại, vâng. Xin cảm ơn con, vẫn chưa chính xác. Đây, dưới kia nhiều lắm. Xin mời anh đưa nhanh dưới kia này. Đám nghĩa sĩ chinh phục. Nghĩa sĩ đâu? Chinh phục giúp cha. Nghĩa sĩ là ra đi, là đi chinh phục. Nghĩa sĩ quàng khăn vàng là chinh phục. Xin mời, xin mời con. Con thưa cha làm khổ ạ. Làm khổ, nếu tôi trốn quan quân sẽ bắt người khác, làm khổ người khác, nên tôi thà chết vâng theo ý Chúa chứ không làm khổ người khác. Một tràng pháo tay. Trong cuộc sống này các con đừng làm khổ người khác, cố gắng sống đạo bằng cách không làm khổ người khác, không làm khổ bố mẹ, không làm khổ anh chị em, để chúng ta sống chứng nhân của Chúa. Nên hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đã ai tìm được cái biểu tượng của Chúa Thánh Thần mà cái quạt ấy nó có liên hệ tới biểu tượng đó chưa? Vâng, xin mời, là có ai đó? Rồi, mấy bạn ấu nhi thì khó khăn lắm. Rồi, có ai không? À, xin mời anh đem lên đây, có bạn giơ tay đây rồi. Vâng, biểu tượng của Chúa Thánh Thần, kể ra các biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Vâng, đó là chúng ta thấy cái quạt nó liên quan đấy. Con thưa cha là quạt của Chúa lòng thương xót ạ. À, lòng Chúa thương xót, cảm ơn con. Bạn trên này, bạn là thiếu nhi trên này. Đây, mấy bạn thiếu nhi trên này. Dưới kia, đây đây con, anh ơi. Đây, trên này anh. Đây, xem là liên quan tới cái gì nào. Con thưa cha là gió. Gió, quạt, gió. Gió là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Gió làm dịu mát, xua tan không khí ngột ngạt oi nồng và đem lại niềm vui cho người khác. Đó chính là ân huệ Chúa Thánh Thần. Một tràng pháo tay. Vâng, trong cuộc sống chúng ta không làm khổ người khác, nhưng đồng thời cũng làm cho bố mẹ chúng con mát lòng, mát ruột. Thiếu nhi làm cho các ông bà quản, làm cho các anh chị em huynh trưởng mát lòng, mát ruột, làm cho cha xứ mát lòng, mát ruột, làm cho quý sơ mát lòng, mát ruột, làm cho ông bà, anh chị em mát lòng, mát ruột. Chúng ta sống biểu tượng Chúa Thánh Thần, chúng ta sống ân can đảm của Chúa Thánh Thần và sống tinh thần của Chúa Thánh Thần được thực hiện nơi thánh bổn mạng của chúng ta. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tất cả các con thiếu nhi. Rồi, giờ đây toàn thể sứ đoàn hướng tâm. Xin cộng đoàn đứng lên hướng tâm cùng với các em, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh.